Xin chào, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Dineo. Tôi trước mặt quý anh chị một chiếc xe Ford Ranger 2022. Khách hàng mang tới đây một cái mẫu nắp cùng cuộn cơ để thanh lý. Mẫu nắp thùng này thì Lợi sẽ lên một cái video thật là chi tiết để quý anh chị nào đang cần một cái mẫu nắp cùng cuộn và đây là cuộn cơ để có thể là thuận tiện nhất trong cái vấn đề mà chở hàng thấp, hàng cao, hàng cồng kềnh thì xem thật kỹ video này và tham khảo và ra quyết định mua hàng nhé. Bây giờ Lợi sẽ đưa quý anh chị xem kỹ hơn ha. Đây là một cái mẫu nắp thùng cuộn cơ bằng nhôm hiệu Castar. Mẫu này thì về cái bề mặt của nó còn rất là ok nha quý anh chị. Bề mặt của nó còn ok, có những cái vết xước nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì tới kết cấu hết. Mẫu này thì làm hoàn toàn là bằng nhôm quý anh chị ha, từ đầu đến cuối. Có cái phần đuôi bo này thì tất nhiên nó làm bằng nhựa để cho nó cái phần ôm cua cho nó đẹp thế thôi. Tay khóa thì bằng kim loại. Ở đây thì còn hai chìa khóa luôn quý anh chị ha, còn hai cái chìa khóa. Chìa khóa này sử dụng bình thường nhé, ổ khóa này còn sử dụng bình thường này. Khi mà chúng ta muốn khóa này, chúng ta nhấn nhẹ này. Đó, khi mà chúng ta muốn mở ấy, thì chúng ta xoay ngang cái ổ khóa nha. Nhấn cái nút này xuống. Đấy, chúng ta mở ra. Cái này thì cái lò xo của nó yếu rồi, lò xo của nó khá yếu rồi. Bên Lợi sẽ tăng lại. Tăng lại cái lò xo coi xem mà nó sử dụng bình thường không. Đó, tất nhiên là đây là xe khách vừa mới tới Dineo Auto thôi. Sau khi mà bên Dineo Auto tháo xuống thì sẽ kiểm tra và hoàn thiện lại một cách hoàn thiện nhất để tới tay quý anh chị là nó sử dụng bình thường luôn, chứ quý anh chị không phải đẩy bằng tay như vậy ha. Đó, thì cái nắp cuộn cơ này khi mà kéo thì chúng ta sẽ có cái dây ở đây, chúng ta kéo ra. Đó, mẫu này còn ok. Về nắp thùng cuộn cơ thì Lợi cũng nói rất là nhiều trong các cái video của Dineo Auto rồi. Quý anh chị thấy không, cái form của nó thì nó không có làm thay đổi cái form xe. Và cái mẫu nắp thùng này thì khi mà chúng ta mà ráp lên thì chúng ta cũng không cần phải đăng kiểm cải tạo gì hết. Đó, mẫu này thì còn trên xe phụ kiện thì đầy đủ luôn quý anh chị ha. Đấy, ống nước rồi phụ kiện bắt thống thiếu gì nha quý anh chị ha. Đó, quý anh chị có thể xem chi tiết ở trong này. Cái mẫu này thì thiết kế hoàn toàn là cho Ford Ranger 2022, 23, 24. Nên là các cái phần mà bắt của nó thì bắt đúng vào các cái lỗ ở trên cái thành của cái thùng luôn, chứ không phải khoan đục đéo hết quý anh chị ha. Mẫu này là ráp chuẩn luôn đó. À, không có thiếu cái phụ kiện hết. Như vậy là Lợi và quý anh chị vừa xem xong cái mẫu nắp thùng cuộn cơ Castar thanh lý dành cho xe Ford Ranger. Mẫu này sẽ ráp được cho xe Ford Ranger từ đời 2013 tới 2024 luôn quý anh chị ha. Nếu quý anh chị quan tâm cần thêm thông tin có thể nhắn tin ngay tới nhân viên tư vấn tại Dineo Auto để nhận thêm thông tin về cái mẫu nắp thùng này nhé. Nếu mà quý anh chị muốn xem thực tế thì quý anh chị cứ ghé trực tiếp cái địa chỉ làm việc của Dineo Auto, bên chúng tôi sẽ tháo cái nắp thùng này ra ngay sau đây. Ok, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.